giật giật lưới đây cả nhà ơi. Đó. Cái gì đây? Trời ơi, máy bay. Trời ơi, nó bự cả nhà. Ôi ôi, vô rồi. Ôi, xin chào cả nhà. Chào anh em. Bữa nay mấy anh em mình đi giăng lưới cá lau kiến nha cả nhà. Đang ở trong cái vườn xài này dữ lắm, bạc ngàn luôn. Không có thấy âm mé ngoài luôn á cả nhà. Cái vườn xài nè, dữ lắm lớn. Anh em thì đang giăng hai tay lưới. Ê, giật kìa. Im lắm em mày. Bên kia sao không? Bên đây là sao ơi, giật gì vậy, im lắm nè. Lau kiến cái gì? Lau kiến hơi nhỏ nha. Mùa này cao kiến dữ ta. Bữa trước á, anh em có giăng rồi cả nhà. Giăng mà giăng tay lưới ở phía bên kia. Bên kia người ta đang xịt thuốc á, nên anh em không có giăng. Giăng ở bên mương ngoài dưới cái mương này không à. Đó. Hết hồn chưa? Bành không cả nhà ơi? Bắt con nhỏ ăn hả? Đó đây nè. Đó. Sao coi chừng có cá lóc luôn á. Cái gì? Chừng cá lóc đó. Cái gì? Bự không? Tao nhỏ qua sống. Bự. Cát lát. Nó ơi. Ngộ trời. Chầm cái mình xuống. Chưa từ từ. Con cây ở trên cái mặt luôn đó. Nặng quá nó tung nó chạy mất tiêu. Trời chạy bự trời. Thác lát cả nhà ơi. Ôi làm chả một cái thứ gì chưa nổi. Cá bá luôn cả nhà. Cá này giờ hiếm lắm cả nhà ơi. Cá này cánh đồng luôn cả nhà. Ừ, đẹp không? Cả nhà thấy đẹp không cả nhà? Dữ lắm dính cá rồi cả nhà ơi. Ta lưới ở ngoài dính cá phi kìa. Rác cũng nhiều luôn. Trời mấy bữa nay vui hoài luôn á. Ừ, dụng nhóc chân. Mời cả nhà nha. Ơi, mương này cho có cá nhiều quá. Nó thẳng chú à. Không có nuôi cá, cứ dân này. Nó nhóc chân rồi. Đó. Ăn hồi sáu ruột chưa nổi trong. Trời chú ạ. Quá trời xay ri chín này. Ông chú đang bẻ đằng kia cả nhà. Ôi. Cái xay ri mà nó vừa hương hương gì nè cả nhà, nó giòn lắm. Đó. Vậy là bà con bẻ bán nè. Quá trời trái luôn.
đây cả nhà, như vậy nè, ăn tại vườn nó ngon dữ lắm, ngon nha, nó giòn kìa, lắm giòn, bẻ không hết, nó dính rồi cả nhà, coi nè. Bữa nay có giá không chú? 7-8 ngàn hả? Vậy là vô rồi đó. 7-8 ngàn một ký cả nhà. Bẻ ở đâu hết kịp đâu cả nhà, con này nó dính dụng nè. Nguyên chùm luôn. Không dính luôn hả Vũ? Ôi ôi cả nhà cái nè. Một cái lưới được bao nhiêu đây nè cả nhà? Đó, có bọm á. Bọm bọm á. Đổ tay hả? Đổ tay đi. Xe dần yếu hơn cầm. Không sắt kéo hả? Chục con không? Cả đó. Kính cà phê luôn có 20. Qua ngày. Cái này nắng. Nắng mà phải nó cắt được cái lúa con vịt đó ha. 50. Ủa, tại lưới này trong rừng im mà tại lưới kia nghe. Sao? Đó. Cái này trắng bóc rồi cả nhà, nó sạch hơn cái dưới sông, nước này nó đục á. Vô. Dư ăn rồi cả nhà. Trời ơi kìa. Ở trên mương dính nhiều hơn dưới sông quay. Hình như sông nước nhiều hay sao á. Nước nãy giờ không nước rồi. To. Con cá này nãy phải không? Nè. Cá này mùi quá. Cá này hay quá không? Cá hồi gì nhất lưới luôn. Nghe tẹt. Cá này phải chịu thôi. Đúng rồi. Cỡ nào cũng có rách trên cá này. Rách ít, rách nhiều thôi. Lộn vợ vô bố. Ủa anh lúa phải đặt cái lưới mới rồi chứ. Nữa. Xài nữa. Mỗi lần văn lưới là nói câu này à. Cái câu biệt hỏi đó hả? Ừ. Cái cục con thì à... Dừa cho bốn anh em luôn á. Bốn anh em, cục con thôi. Ồ, đã. Con gà đặt chắc không đổi đâu ha. Ừ. Đó. Trời ơi, mới nói chục con cỡ này á, con này bự hơn nữa. Bù B52. Ai con cá bự nhìn nó đã quá ha. Đã chứ, hầm da trắng ha. Ôi ơi, hồi văng trên hầm đi quay, đừng văng dưới nữa quay. Kiếm mới về làm dạ. Lương xương cả nhà. Ê, xong con này bằng tân xính mà nó xong. Cá bự quá thả đi sao mà. Mà lúa nó thiệt nha cả nhà. Cá ở bên mình đó có thể là ngon hơn. Dai hơn, rất là nhiều. Ôi ơi cả nhà ơi cái nè. Đúng đẹp luôn. Cá đó. Chút xíu thả thiệt. 800 gram không? 800 gram không Vũ? Đó, cỡ 800 gram. Thục lối hàng cũ hả? Mặt dính nữa rồi, con cá chậm rồi. Cái gì xong? Lấy bài. Cái hàng nãy chui lại nữa trời. Ờ, thấy không? Chút xíu nữa rồi trời, chút xíu nữa vô cái máy rồi. Cá này nó trắng nè. Ừ. Cá ở sạch. Lên lên không? Đuôi nó bảy vô, không có tí. Đen lại giờ. Thôi, tôi không có nấu hết trơn à. Tôi nói cá à. Đây ta. Lắm. Thôi, cá này nó bự rồi mà con cá này nó bự hơn nữa nè trời.
cá này dài biết kia rồi đó anh em. Màu sắc nó đẹp quá cả nhà, sặc sỡ ha. Mà có miệng hơi xấu thôi. Đó. Mấy trai. Chuột chuột anh em ơi, chuột anh em ơi. Chuột chuột bành cây nè. Chuột cả bá lửa luôn anh em ơi. Trốn ở đây hả bưởi? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Đi ăn lưới bắt chuột nữa. Chạy. Kê 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 kê. Kê kê kê. Chữ lắm bự nha, mập nha. Kê 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 kê. À, thấy rồi. Mập, chuột này mập lắm. Xong rồi. Chạy xong rồi. Chạy, bắt chạy, bắt chạy. Chạy. Xếp, lặng ơi. Kìa. Hay da. Nhanh chứ hả? Đâu rồi? Rồi, lắm. Đồng động ổ ra mày. Ổ nhóc chân xong ơi. Nãy tao thọt hai bộ nó mới chạy cho mày. Đây thấy gì nè. Ừ anh mới thọt ổ đó đó. Bữa nay anh em làm lươn xương dài lon nha. Đó, cá lau kiến nghe, khổng lồ. Quá trời bự. À, mấy ngày nay lúc quên thông báo cả nhà luôn là em lời bằng công việc nhà. Chắc là một hai bữa nữa em lời vô cả nhà. Mấy ngày nay thì đưa bà xã lên Sài Gòn khám bệnh. Nên không có mặt clip. Cả nhà hỏi lúa và lúa quên trả lời. Bao lớp xã luôn. Bù nè cả nhà. Ốc bù này mình rửa sạch rồi, mình ngâm mấy bữa rồi cả nhà. Mình cái đít này mình cũng dẹt luôn. Hồi nữa mình ăn hết luôn nha. Ăn chừa vỏ thôi. Ừ. Rất lớn bảnh hồi mình để chuột nó xong rồi. Đó. Sang chưa tắm ha ông Vũ? Tắm. Đó. Chuột lên nha mọi người. Ê lá sả còn giữ để dưới luôn xong. Để dưới cho nó thơm. Ừ, rồi. Dưới cho nó lòng lên nó thơm rồi đúng rồi. Nhiều lá sả thì nó thơm thôi. Rồi, đây, đây. Rồi. Chuột rất là mập nha cả nhà. Đó. Trời ơi. Cái nào chỉ nổi dưới này cả nhà, nó mập nè. Đó. Này là tổng hợp 3 món nha cả nhà. Để mở lên để nó dính tủ. Ngọc Ngọc Tí. Là tổng hợp 3 trong 1 nha. Ừ, 3 trong 1 rồi đó. Còn ớt nữa nè, thôi để sao phải không? Quất lên luôn. Cho nó nghe mùi cái cái đầu. Đẹp nè. Màu mè chút xíu á cả nhà. Sắp lên luôn hả? Giấu luôn hả? Này là không ớt cho ngon ha. Đó. Đó. Quất. Lại. Ok.
khích. Rồi. Đây là kia là cái thửng nha cả nhà. Phần lửa cả nhà. Quá tuyệt vời. Nãy anh em quên tha một miếng dầu ăn trong chồng. Chị có mình về chùi đi. Tha dầu ăn vòng vòng á cả nhà, mình chuẩn bếp củi nó không có bị đen. Nó đỡ đen, đỡ chùi nhẹ hơn, nó cũng đen nhưng mà chùi nó nhẹ. Tụi nghiệp bà xã nữa rồi. Đây cao quá, không thấy đường. Chạy lại gì đó hả? Không rồi nha, đem ra ngoài luôn đi Trang ơi. Em ra ngoài luôn nha. Hồi nãy dọn chén nãy giờ cả nhà nhưng mà chưa có thăm cái này mình thăm nữa nha. Đó. Không không. Rồi. Ủa màn hình luôn cả nhà. Rồi thơm má ơi. Chín thành màu vàng luôn rồi xong. Ê da ông trước đi xong. Lấy lại xả trước đi xong. Con chuột á mà là mình phải quất liền để họ ngủ ăn không có được cả nhà. Đúng rồi. Rác nè. Làm da ốc trước ha. Đó. Đây luôn làm chưa? Thấy cái gì xúc không? Rồi ốc chích rụt cái chân trần. Đây là hấp cách thủy nha cả nhà. Hay quá sang ơi. Vô. Mọc dẻ vô ơi. Cả nhà hấp dẫn không cả nhà? Wow. Con chuột. Chín xong. Rực rỡ hết trơn cả nhà. Có nào một cái là kiến giả luôn không mày? Anh chui. Lên. Hết sức ba con chuột nó ngon cả nhà ơi. Đây cả nhà. Trời ơi nó vàng nè. Đó. Quá hấp dẫn. Cái lọc kiến. Ủa cái lọc kiến này già quá không sao đâu quá. Ôi. Được. Không lẽ không được. Bung thịt luôn. Quá im ha. Cái kiến này nó già rồi, nó không có giả đâu. Gãy đầu. Tại sao gãy khúc coi. Đó. Hồi nãy phải nước sôi rồi ha, bỏ cá rồi ha. Vô. Lên. Đây cái bự nó không gãy, cái nhỏ gãy nha. Cái bự nó dai hơn. Đó, con bự nè cả nhà. Gãy nha. Ừ, gãy nha con. Rồi, nhập tiệc anh em ơi. Đây đơn giản thôi cả nhà. Đây. Đây, cái này mình lên là mình quất cá lau kiến liền nha anh em. Để hồi á, lỏng cái chuột liền, hồi nó nguội. Ừ. Đêm sương buổi chiều cả nhà. Nè, ba anh em ngồi. Bỏ giỏ đây nghe anh em. Okay. Để dưới đây đi. Giỏ mình lộn cái này đi ha. Đó, để dưới ờ đúng rồi. Con thao đây. Có bia. Ui bia. Rồi chừng chừng nó chấm nè, nó đảo một cái là mệt nè Vũ. Bắt cái này chiều lại ăn ba món gì nè cả nhà, lúc nào cũng vậy á. Vô. Một, hai, ba, vô. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Này vô, chén nè. Đài khát nước nữa. Đã. Ê, làm chuột trước đi, để nó nguội không ngon đó. Nè anh em. Chuột đi anh em, ngửi con đi. Bây giờ
anh em mình giúp con đi. Đó. Một mới này. Quý sang. Tức là bốn anh em là người bốn người con. Dạ xong con vừa đây. Đây. Cảm ơn luôn. Rồi nó béo. Lúa con bự đi. Trời trời. Đó. Giàu rồi cả nhà ơi. Chưa vô cái trời. Cái này đây. Chưa vô mồi. Ừ. Vô cái đi rồi mấy chấm. Này mở ổn. Cho xong kìa. Cho nó vào đây luôn. Để đi. Đấy. Chấm nước chấm thằng thánh của người sang á, sao không ra. À, xong chia đi xong rồi. Trời cảm ơn em. Cho tôi cái dĩa này luôn đi. Ôi ơi, cả nhà ơi. Tiếp lúa, tiếp lúa. Nóng chưa vô cái cây. Vô cái bình hai uống mời. Ồ. 2 3 vô. Chưa. Cái gì chưa nổi. Không. Làm ít ăn nhiều nữa rồi cả nhà ơi. Có hai anh em đá là luôn hứng hết trơn luôn nha. Nó chở về nhà. Béo. Úi, ngon. Nó phải ăn cái bọng trước. Ừ, béo. Đây cả nhà chấm vô. Mời cả nhà nha. Vô. Nói quậy cái này đó. Thôi không trời. Hư hư. Béo trời. Ừ, ngon cái nhở. Trời nó đã. Công nhận hấp được ngọt thật ghê. Với chuột mập nó sao? Sướng quá sướng. Ừ. Vô cả nhà ơi. Liên tục nghe cả nhà. Vô. Vô cái bọng nó rung rinh chừng cả nhà ơi. Đã. Đi săn về cái làm lương xương vậy nè cả nhà. Thứ gì chị nói. Rồi, bây giờ mình vuốt cái đầu xong xong cái bây giờ mình quay qua cái đùi nha. Ừ. Con này nó dai dữ ta. Trời đất ơi. Không được rồi, nó dai dữ lắm dai. Đây mời cả nhà nha. Ừ. Mở lúc bây giờ cả nhà. Đừng muốn ớt này. Thiếu cay. Hả? Đừng ớt thiếu cay. Cái gì mà thiếu cay nữa hả? Thiếu cay. Thiếu cay. Thiếu cay. Gì khỏi? Thiếu cay khỏi đi. Thiếu lắm đỏ rồi. Để vô nè. Vô, vô anh em ơi. Vô. 1, 2, 3, vô. Có rất là nhiều á. Cô chú anh chị là không ăn chuột được cả nhà. Nhìn cái món chuột lên hơi trắng nha. Thật sự á, mình hấp xong rồi á, mình đem xuống vậy nè, mình ăn liền cả nhà. Đừng để nguội nha. Còn nóng như vậy nè, mình ăn nó dữ lắm ngon. Lúc đó thiệt á, không có nói chơi đâu. Cả nhà thử một lần đi, cả nhà sẽ biết được món chuột đồng quê như thế nào. Đúng mà. Cực kỳ luôn. Ốc này thì mình hổm chia ra mớ mình ăn rồi cả nhà. Bữa nay thì còn mớ mình lại. Bữa sau lúa cũng làm được mớ nữa cả nhà. Ôi ngon. Bữa sau làm được 2 kg á. Chia nhau ăn cả nhà. Đó. Nãy mình lục có 2 kg không anh em? Cho 2 kg ạ. Trên hả? Cho 2 kg. Còn nữa. Mình ăn đâu hết đâu. Cho cá rồi kiếm. Cho lông bia. Đó là hả mau nha. Vô. Mà ngon mà. Cay trời là trời. Cay đồ cay. Vậy mà xong hơn. Cũng 4 trái ớt bự à. Vậy xong hơn mình còn chưa. Mà trái ớt mày lớn như vậy nè cả nhà. Vậy mà xong hôm còn chưa cay nữa đó. Cái thè tới cái mồi. Hay cái mới đã. Ốc mà chịu khó mình chặt đít thì mình lấy nó dễ ha. Dai gột cho dạ. Chứ mình giọng lâu vậy ha. Dạ. Hết bón rồi. Thôi cái nào kiếm nè anh em. Vừa để làm hết. Hay cả nhà ơi. Lúa còn nguyên luôn nè. Nào tôi làm một món ốc này cho mấy ông đó.
dồi hết hả? Đầu thịt mình có làm rồi. Đây cả nhà, cái đùi. Wow, mình làm công phu lắm. Chấm vô. Cả nhà thông cảm mà lúa không có gấp đũa được. Nhưng mà anh em không, không có sao. Đây cả nhà. Chấm vô. Lúc vô. Lúc vô. Trời ơi trời, thứ gì chịu nổi. Âm cái cả nhà ơi. Quên mỗi lần lúa bóc vô mới mồi mình vô bóc mới vô 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 đã qua đã qua đã nhà luôn nha. Mồi này nhậu biết nào sánh mấy không ngon mồi. Món này món sở trường của Sang cả nhà. Dữ lắm được. Mới ngon này ha. Dai này ha. Bự quá để từ từ đi. Không Sang nó không cá bự nó không có ngon. Ăn cá nhỏ hả? Nó ăn cá nhỏ hồi nãy đi bắt rồi nó hồi cá nhỏ nhỏ gì vậy. Ôi giời ơi cả nhà con nè. Chấm đầu luôn nha. Chấm đầu. Nước mắm này. Ai muốn chấm gì chấm nha. Còn được chấm nhiều lắm. Ôi. Phê. Mà cả nhà cái đũa kia nữa nha. Cá mình văng mà không ngon vô được. Làm ốc rồi. Đó. Cái này hấp kiểu này ngon, ngọt dữ. Mày ở nhà ăn ốc luôn cả nhà ơi. Vô, bữa nay mình không sai không dạt. Nếu có sai cũng không có dạt luôn nha. Sai ở ngủ luôn phải không? Bữa đầu tiên thì lũ vớt khoảng 4 kg cả nhà. Bữa sau lũ vớt còn 2 kg. Gom gom lại cũng được 6 kg á. Thì ngày mai á lũ vớt thêm một cử nữa để mình gom gom lại à, mình đi Long An nha cả nhà. Không ừ, Long An đi đám. Vô vớt là có nhiều đó lên á, mát trời lên á. À, tại vì chưa nắng rồi nó trốn xuống. Mát trời sớm lên. Mà bữa đầu tiên chín bao nhiêu quên. Bữa sau là thưa rồi. Cái này hơi dở á. Phải có mít chín á, thơm, lại ăn nhiều hơn. Cái này tại mình mít nó còn ngon, non rồi nó ăn bằng. Mấy chú mít đó là lũ cắt bỏ cả nhà. Nó bị giống như bị chai á. Khi được bông này không thành công. Cắt bỏ hết, lũ làm lại. Mít của mình bên kia rất là tốt cả nhà. Chứ giờ nó da gì chùm chùm không. Bây giờ thấy ai đa số ai cũng vậy không á. Khí hậu hay sao á. Ai cũng vậy chứ. Chứ mấy mít đó để đậu nên thân đâu. Mà da cái trái gì quăng meo kìa lắm. Nó đậu bự. Da cái trái mít ha. Mà cái cuốn á nó vàng chanh á. Là cái trái đó nó bự mà vàng chanh ha là đạt. Cuốn nhỏ xíu. Đợt này nè. Xanh dờn ha. Là ngon nè. Biết ai ngon không? Sang nó mới ngon. Sao vậy? Cho dê ăn. Dê ăn nó ngon. Mấy con dê em giao cho Sang nuôi anh Hiếu ơi. Em là không nổi. Mai mốt về đẻ Sang nó tính sao. Ok. Tại Sang cũng có đất vườn đó cả nhà. Thả dê ra. Ở đây thả dài sợ mấy con gấu mình nó giật. Sao kiến ngon sao? Có nhiều comment cô chú hỏi mấy con dê đâu không thấy. Nó lúa giao cho Sang nuôi rồi. Bữa nào mình ra nhà Sang chơi nha cả nhà. Ủa cái này cũng tiêu thịt cho nè. Sang mới gửi. Ê, mới gửi nè. Dưới này hả? Dưới này hả? Dạ con khác đi. Ừ. Tức là cái gì người cũng 4 con mà cái này bự quá nè. Rồi mình phải dẻ ra 4 con. Rồi 4 cái nhà miếng cá đâu kiến nha. Tại cái này nó để dưới nước nó hơi bị ấy hơi chín quá. Cái này mình hơi đánh lạc hướng cả nhà ha. Tại vì cả nhà biết không, chuột dưới ốc là anh em có nhà sẵn rồi. Giăng cá lau kiến được mới. Mình ăn còn mấy cái này mình tập kết lại mình chơi 3 trong 1 nha cả nhà. Đúng là 3 trong 1 á. Thôi bây giờ thì anh em làm đương sương cũng tối rồi cả nhà. Anh em tranh thủ uống lay rai rồi ngày mai mình còn công việc nữa cả nhà ơi. Mai anh em đi Long An rồi cả nhà. Bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye mọi người. Bye bye cả nhà. Bye bye nha. Nha.